Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay có chú Sơn, bạn của ba anh Đạt bạn với mình đi thả lưới. Bữa nay khai trương thả lưới nha, thả lưới mới. Đây thả lưới 7 phần nè. Ba anh Đạt mới đóng giùm lưới 7 phần nè bạn. Hên xui coi, ngoài đó bữa nay khai trương rồi sao. Như tài lưới tắt 2. Tính ra cũng nửa tháng rồi, gần nửa tháng rồi mới đi thả lưới lại nè. Giờ nước đang cạn quá trời cạn luôn rồi, tranh thủ chạy ngoài nước đứng rồi bắt đầu mình thả lưới. Mà nó nói thả lưới thôi chứ thật ra là cái này giăng lưới neo. Mình neo khoảng 2-3 tiếng gì đó bắt đầu mình mới cuốn. Đây thuộc về xã Tân Bình nha bạn, nhà măng. Mấy em trai giỏi quá trời ta, sáng nhặt đồ à. Đây cá ụt nhiều ghê bạn, ở đây đa số là cá lâu kiến à, trong nước đục ngầu luôn do mấy con vịt á, người ta thả vịt rồi đó, mấy con vịt đẻ rồi nó rút mấy bờ á, mấy nước bùng quá trời luôn. Ở đây cá lâu kiến còn nhận kinh khủng thiệt chứ. Trên đây thuộc về chợ Tân Bình nữa mà. Giờ cũng 9 giờ mấy rồi mà người dân người ta vẫn còn đi buôn bán cá nhiều ha. Hồ cá là một kinh khủng. Ở phía trước là dàm cái đôi đó, chạy chút xíu nữa ra tới cầu cái đôi phường tư Sa Đéc. Ồ, mấy nhà máy xây lúa. Đó, đó là, ô, cá dục đây trời. Này là cầu cái đôi bạn, phường tư Sa Đéc. Trời ơi, cò kìa, kinh khủng. Ô, ngư dân quá trời. Mấy con đó nó lì đó. Rồi, bây giờ bắt đầu hai anh em mình thả lưới xuống thôi. Thả lưới này, thả lưới tắt. Ủa quên tắt hai chứ, kiếm cá khủng. Đạt nó nói là trong đây là ngắm địa hình là kiếm cá cóc. Cái lưới này mới phao trên nhà xuống nó hơi gấu. Hôm bữa dính bọc lông kéo về mà, kéo về nhà gỡ á, bởi vì mới xong nên nó hơi bị gói. Hẹn gặp lại các bạn mấy tiếng sau nha. Kiếm dạng cá khủng khủng rồi. Sẵn bữa nay khai trương ta lưới 7 khoăn luôn nè. Biết sao đây nè, mong là hên nha. Khai trương 11 2 con cá thôi là không con nào là mệt lắm à. Có dính là được à. Giờ hai anh em mình ra chuẩn bị thăm lưới bạn ơi. Nãy giờ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi. Nãy giờ trong 3 thời gian 3 tiếng đồng hồ đó đi câu cá ổ. Này có mấy chú đang cắt lục bình. Bữa nay câu cá ổ cũng ngon à nha, mấy cái rô mề bành bành luôn. Đây thường thường mình đi giăng lưới buổi sáng các bạn, ban ngày á thì trong thời gian mình đợi nước nè, khoảng 2 tiếng 3 tiếng hai anh em mình thường đi câu cá ổ rồi chơi á. Cho đỡ buồn, chứ ngồi đó đợi lâu lắm. Câu cá ổ mình câu qua câu lại hồi thấy tới nước nó thâm rồi. Đây có chú đang thả lưới nè. Hai anh em mình thăm tay lưới 7 trước, nó chặn cái phao đỏ phía dưới này nè. Bây giờ chuẩn bị thăm lưới thôi. Cái chú đó hình như bị đè lưới lên phải. Mình vẫn đạt văn trước. Chú văn sau như bị đè lưới lên. Dồn lên. Thank you.
lưới này mới khai trương luôn, bốc ngời. Đi dồn lưới. Ô, cái xác nhỏ xíu quất nó trời. Cái xác này nó xấu xấu. Trời ơi, cái xác nữa. Cái xác nãy quá liền chút. Ờ, đáo đầu. Cái sáng mới luyện thả nó xong cho nó đâm lưới tiếp. Qua cái gì đâu mà ghẻ lục bình quá trời. Con cá này nó thua bài. Từ 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 á. Lỗi cho hoài luôn. Quá cái gì thả nó xong lưới nữa. Lưới lần nữa đem về kho luôn á. Nhất quá tam á. Khá khủng à. Nó chừng vô trong cái cọng dây nó nói nó gói nó sao lại. Cái bọc. Có cá cho chó. Vậy quá trời này. Cá cho chó. Lẹo quá. Lên lên lên. Ồ lẹo. Ồ. Rồi cái xác nó kìa. Ở đây con nó đạt. Trò không à. Này nó lẹo quá. Đó, con lạnh mà. Này hé nữa. Ở dưới đây con nữa nè. Cháu chứ phải cá cóc mà. Cháu cháu. Dính chùm hai con đã không? Thêm cái xác nữa chứ. Ba con. Thẳng đờ. Cái học trò này mình về mình làm dầu viên ngon lắm, thịt nó. Nhưng mà nấu ăn cũng ngon nha. Có giờ viên rồi, giờ nó giòn lắm, thịt nó giòn, nó dai. Có thêm mẻm. Hai con này là tình nhân chứ đâu hết trơn. Đi hẹn hò nè, đâm lưới nè. Hai mẻm. Lẹo cái xốp. Anh mới thấy con cá sát á, coi chừng nó nha. Lẹo gầm lưới nó quắn sát sát. Lưới này nó mạnh, nó dính cái sát này dữ lắm. Sát này bự bắt được rồi, đem về kho tiêu. Nghĩ không còn, còn cầm cái kiềm phải ngạnh. Ốm cá cóc coi. Con cá chó nữa. Con chó nữa hả? Thấy nó lên tìm. Con cãi nó mày kiếm cá gì luôn chứ. Tả. Lên tìm nó đâu. Như thế nữa. Dính lên tìm lắm. Ủa lưới kia găng to kìa, ủa lưới lại lưới này găng mạnh. Kỳ gì sao.
khai trương tay lưới mới được chưa hết là được, hai em thấy cũng ngon rồi. Nói chung là khai trương lưới mới có cá là cũng là được. Ờ, chủ yếu khai trương à. Đâu ta? Tìm dữ lắm rồi đó. Đạt này báo động giả. Xác chừng chúng ta à. Trời ơi, út nữa, xác út nữa. Đau đầu. Mạnh kia sao dính được hay ta? Lẹo lưới nó mạnh á. Lưới mạnh dễ bị dính gai, nó lẹo. Cái lưới này bẻ phăng con cá nhỏ xíu. Cá xác kích cỡ này vậy là bự lắm rồi. Quất một cái sủ chào má. Bảy phần với mấy tay lưới mà dằn bốn phần dính không biết gì mà nói. Săn hàng khủng. Cái gì vậy? Trời ơi, lú đầu nữa kìa. Là út nữa. Đem về kho luôn, kho tiêu. Út kích cỡ vậy là to lắm các bạn. Sợ có bạn nó không biết á, nó thấy cái nhỏ nhỏ sao không thả, thành ra là cái út cỡ vậy là bự lắm. Có hai loại út nữa, con gốc này con gốc vàng, con trắng. Gốc trắng toàn cùng tay anh vậy đó. Ngoài nước ngoài lợ có. Đó. Gì vậy? Là chó. Hả? Chó chó nữa. Vậy làm bò vào viên luôn. Hả? Có gì đâu nó lẻn dữ thằng vậy. Tốt đó coi chừng à. Hai ba con. Trời ơi, hai ba con luôn. Chào.
ơi xác nữa kìa. Ủa xác bự ghê hồn chứ. Vậy cũng có sủ dâm nào ha. Dạ. Nghĩ là cái tới nào cũng có sủ dâm nhưng mà chưa thấy. Gần hết lưới rồi. Đó, mới nhắc. Cái rảnh nó bự. Ồ, cái rảnh nó bự kìa. Mới nhắc, tào tháo, có tào tháo liền. Cái rảnh này kho lạc cũng ngon, nói cái hay nghe. Mình nói làm dự viên là khỏi chê. Ngon lành cành đào, rảnh khổng lồ. Ồ. Ồ, con cái rảnh. Cho mày giật phạt. Hả? Chó. Dính gì chó nè hả? Nhỏ. Vô cạp. Cái kìa, nó nổi lên kìa. Gần hết lưới cũng được đó ha. Con chó cả chủ luôn đó. Cho cái coi. Đó, dảnh 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 dảnh. Trời rớt mày luôn kìa. Như đời nói không? Cá tới số. Đó, bông bọc luôn. Bị dồn lưới nãy chú kia kéo lưới nè. Dồn. Rồi, tay lưới đầu tiên hết. Cũng ngon lành ha. Nè. Mấy cái dảnh bỏ trong học rồi, sợ chết. Chào cháo luôn, bố mẻm. Không bị tới tay lưới thứ hai. Tay lưới thứ hai thì tắt hai. Mấy cái xác nó bự nè. Ủa xác. Kho lạc là hết nồi cơm đó. Cho miếng tiêu vô nữa. Rồi, tới tay lưới thứ hai. Hả? Dính góc nữa hả? Trời, chưa gì hết dính góc rồi. Qua quạt ở chừng ạ. Đó, lên rồi đó. Lưới này là dính cá, cá khủng. Tay này mong kiếm được 2-3 cá cóc mà thấy ngon rồi. Hên hên tổ đãi nữa, hốt được con hay con cá sủ xấu số. Ồ, góc nặng quá trời. Wow. Nó có bác đang thả lưới nè. Chu cha bọc nhiều thế. Tức nặng góc mãi giờ chưa hết nè.
cả móng đâu hết rồi. Rồi góc hoài vậy trời. Ơi. Chú kéo lưới này ghét, dính góc này ghét, mà coi thân hình như cò. Sau này mong có vợ để vợ tạm bổ vô làm sao. Nó bị tấp vô cái gì vậy trời ơi, nó cứng dữ vậy chứ. Tưởng đâu sức rồi, không sức. Sức rồi dính lại, sức dính lại. Hệt đó, lại bọc ni lông nữa. Tay lưới này là tay lưới ám ảnh mình với Đạt nhiều nhất nè. Còn là bọc với bọc. Mà hình như tay lưới này lúc trước mình dính cá sủ phải không nè, gần 5kg đó. Người tay lưới này nè. Có một cá cóc khoảng 2 mấy 3kg cũng được. Bây giờ muốn ăn trong bờ không bọt gì. Sớm giờ tao không nghe kiếm la mày mà làm sao cho kiếm la cái coi. Tiêu hết cục gạch neo. Trời ơi. Bây giờ hai anh em mình về bạn ơi. Ta lưới thứ hai không có con cá nào hết á. Gỡ bọc hồi nãy giờ muốn lội mất họng á. Nên để chút xíu nữa về mình quay thành quả cho bạn xem. Hên là bữa nay vớt vát được ta lưới 7 chứ thôi là hai anh em mình lỗ đầu luôn rồi, sức chán tè le hột dưa luôn. Tay lưới tắt hai này tính ra ngon chứ hên nghĩ có cá ai ngờ đâu không có con nào á. Tay lưới 7 đỡ. Tay lưới 7 là mới toàn luôn á, khai trương hôm nay luôn á. Hên dính cũng được vài con cá cho chó đỡ. Chứ không thôi là thôi rồi. Tay lưới này lúc trước hai anh em mà dính cá sủ 5kg nè. Đạn nó kéo tay lưới này nó quải cho đậu luôn mà bọc quá trời bọc mà không có cá mà có cá còn sung lên. Tay lưới 7 nãy kéo con kéo còn ham ham xíu qua tay lưới tắt hàng con kéo nản luôn. Mà cái gì cũng vậy thôi, làm cái nghề bà cô bà cậu này là vậy, mà trúng mới thắt là chuyện bình thường nè. Nếu mà trước chỗ này là lục bình ngư chân chân cái ngõ này ra sông Tiền. Cáp đó nó gượng đạn này cho coi nè, mấy ngỗng nó dữ lắm. Anh em mình về tới nhà bạn ơi. Đây thành quả dân lưới nè. Được mấy con cá cho cháo với hai cái rảnh. Cái xác có út gì tùm lum trơn. Đó, cho cháo này. Còn gọi là học trò. Cá này nói chung thịt xương nó cũng hôi lắm bạn, ăn không ngon hung, nhưng mà được cái là nếu mà bạn làm chả ăn ngon lắm. Chả làm vào viên á. Đó, lại ca lấy bọc luôn nè. Cột tụi nó trôi ra nè. Tướng đạn bạn mà mập quá xuống cái xuồng trôi ra luôn. Quá quá. Hả? Với mang cây rảnh trong cái học nè. Đây mang cây rảnh nè. Được hai con. Ai gọi điện thoại giờ này trời.
Rồi không? Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. À, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.